Mến chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Chiết Giang Trung Quốc. Thì đây là cái ruộng lúa ở cặp lộ của nhà em cả nhà. Má chồng em đang ở đây để trồng lúa đó cả nhà. Thì mời cả nhà xem ở trồng lúa ở bên Trung Quốc này như thế nào nha cả nhà. Có giống ở bên Việt Nam mình hay không? Đi nhìn đường nha bánh bao. Như em chơi mà thì xung quanh ở đây có những cái ngôi nhà cấp 4 đó cả nhà. Thì cũng đã lâu năm rồi, được xây bằng những cái viên gạch rất là to luôn cả nhà, rất là cũ kỹ rồi, nhưng mà vẫn có đầy đủ tiện nghi nha, vẫn có máy lạnh, máy năng lượng mặt trời rồi cả nhà. Thì thường thường đa số những cái ngôi nhà này là những cụ ông cụ bà già ở đây trồng rau buôn bán kiếm tiền sinh sống hàng ngày thôi cả nhà. Còn con cháu này nọ thì những người đó đã đi ra ngoài thành phố rồi cả nhà. Lâu lâu lễ Tết gì mới về quê chơi thôi. Chứ còn thường thường thì người ta sẽ mua nhà, mua cửa ở ngoài đó rồi ra ngoài đó sống cả nhà. Cả nhà có biết không, từ lúc mà em qua đây tới giờ đó cả nhà, được một cái là ở nhà em á, là ba mẹ chồng là nông dân, trồng này nọ đồ rất là nhiều, biết trồng lúa nước luôn cả nhà. Thì ở nhà em á là đa số là không có mua gạo cả nhà ơi. Ba chồng với má chồng em là trồng tới mùa vụ á thì sẽ trồng lúa, xong rồi thu hoạch xong rồi sẽ có một cái thùng rất là to ở nhà để chứa lúa. Khi nào mà mình ăn hết á, thì sẽ đem lấy bao xúc đem đi lại chỗ người ta xay lúa đó cả nhà. Mình sẽ xay lấy gạo. Thì xay một bao như vậy thì tầm khoảng mười mấy đến 20 tệ thôi. Còn nếu như mà nhà, thường thường nhà mà ai mà không có trồng lúa đó cả nhà, thì người ta sẽ đi mua gạo. Thì thường thường một bao gạo ở bên Trung Quốc này á là 25 kg, tầm 145 tệ đến 200 tệ đổ lại cả nhà. Thì tùy theo gạo ngon hay là không ngon, mà gạo thường thường người ta hay ăn nó là khoảng tầm 145 đến 150 tệ cả nhà. Thì ở bên đây nó có rất nhiều loại gạo luôn, một loại gạo dài và một loại gạo tròn cả nhà, nó tròn nho giống như là nếp của mình vậy đó. Hai mẹ con này cả nhà ơi, hai mẹ con đang có mặt ở ngoài ruộng lúa để coi bà nội trồng lúa như thế nào. Lần đầu tiên thấy người Trung Quốc trồng lúa ở bên đây luôn cả nhà ơi. Lúa rất là xanh, mướt, lá rất là tốt luôn cả nhà. Thì bên đây cũng trồng như bên mình thôi, là lúa nước đó cả nhà. Tại vì em thấy nước ở dưới đây nhóc hết trơn nè. Bánh bao chào bà cô chú đi. Dạ. Yeah. Bánh bao con chào bà cô chú. Dạ. Yeah. Chiều nay gió mát luôn á luôn cả nhà ơi. Bánh bao nó che mặt rồi cả nhà ơi. À. Lúa. Đây là mẹ chồng em đang trồng lúa đây cả nhà. Nhổ những cái chỗ mà nhiều quá đó cả nhà, xong rồi trồng vô cái chỗ mà nó ít đó.
trồng lúa. Chung sậy tao. Nghe trồng lúa, chung sậy tao. Đi vô vô xa lại. Vô vô xa chi. Xa chi chung sậy tao đi kìa. Cái lúa này là hồi ba chồng em nha, cho nó nảy mầm đó cả nhà, xong rồi gãi nó xuống, xong rồi bây giờ nó lên cao rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sửa nó lại, mình ghim nó xuống đất. Khi mà nó lên cao thì mình ghim nó xuống đất. Má chồng em đang ghim nó xuống nè cả nhà, sửa nó lại. Chuồn bay quá trời luôn. Chuồn bay thấp, mưa ngập bờ ao. Chuồn bay cao, mưa rào lại tạnh. Chỉ cơ duê chung cho cơ sậy tao. Chỉ cơ duê dậu mị mà ma. Chỉ cơ duê dậu mị. Chỉ cơ duê. Cái gì? Chiều cơ duê hả? Chiều hao hả? Liền cơ duê hả? Dễ hả? Dễ. Ngồi đây chơi với bà nội. Dễ nha. Dễ nha. Dễ làm gì? Dễ nha. Dễ. Đi về, đi về. Huyện sao? Đó bay này nè đi. Chậu quá. Đó bà. Bay cái màn xuống nè. Ừ. Huyện sao? Ủa. Rồi về với lại bà nội kêu về đi, ở đây mũi bây giờ 6 giờ mấy rồi, cả nhà mũi nó dữ lắm, nên bây giờ hai mẹ con sẽ đi về. Thì em xin dừng video lại tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Nếu cả nhà thấy thích hãy cho em một like và một đăng ký nhé. Cảm